Cách tối ưu landing page theo lộ trình tâm lý khách hàng để tăng tỷ lệ chuyển đổi. Đầu tiên thì chúng ta cần phải có một cái thông điệp và một cái tiêu đề để khiến cho khi mà khách hàng vào landing page sẽ biết ngay là chúng ta sẽ bán sản phẩm gì, và kèm theo đó là một cái nút call to action để kêu gọi hành động. Và cái hình ảnh để các bạn chọn cũng phải là một cái hình ảnh nó thực sự thu hút. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần là những cái vấn đề và những cái nỗi đau của khách hàng. Chúng ta sẽ làm nổi bật lên những cái nỗi đau của họ và những cái vấn đề mà những cái việc mà họ phải loay hoay giải quyết trong cuộc sống của họ mà không thể giải quyết được, không thể khắc phục được. Phần thứ hai này phải khiến cho khách hàng khi mà họ đọc lên họ sẽ thấy bản thân mình trong đó và họ phải gật đầu đây là những cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Sau khi nêu lên những cái nỗi đau của khách hàng rồi thì cái phần tiếp theo chúng ta sẽ đi đến và đưa cho khách hàng một cái giải pháp để khắc phục những cái nỗi đau đó, và cái giải pháp đó chính là cái sản phẩm của bạn và nó có những cái ưu điểm gì để có thể giúp cho khách hàng có thể cải thiện được và khắc phục được cái vấn đề, những cái nỗi đau mà mình gặp phải. Sau khi chúng ta đã đưa được ra cái giải pháp cho khách hàng rồi thì cái phần tiếp theo chúng ta sẽ nêu ra những cái lý do vì sao khách hàng nên lựa chọn cái sản phẩm của chúng ta. Nó có thể là những cái USP mà chúng ta sở hữu hoặc là những cái công năng, những cái công nghệ vượt trội của sản phẩm. Sau khi đã đưa ra những cái lý do mà khách hàng nên lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của bạn rồi thì cái phần tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phân tích và đưa ra thêm nhiều thông tin cho khách hàng hơn về sản phẩm, bao gồm thành phần, nguồn gốc xuất xứ, cấu tạo và công nghệ. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng những cái giấy tờ, ví dụ như là phiếu bảo hành, giấy công bố sản phẩm hoặc là những cái chứng nhận của những cơ quan có thẩm quyền để cho khách hàng cảm thấy tin tưởng hơn và an toàn hơn khi lựa chọn mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Landing page của bạn nên có cái phần hướng dẫn sử dụng cả dưới dạng video và cả ở dạng chữ để cho khách hàng có thể hình dung ra được là họ sẽ sử dụng sản phẩm của các bạn như thế nào. Từ đó thì cái nhu cầu sở hữu và sử dụng sản phẩm của bạn cũng sẽ cao hơn. Một trong những cái phần quan trọng nhất ở trên landing page chúng ta nên thêm vào đó là những cái câu chuyện thành công của khách hàng. Chúng ta có thể thêm vào những cái cảm nhận khách hàng ở dưới dạng chữ hoặc là dưới dạng video phỏng vấn khách hàng trực tiếp. Cuối cùng thì các bạn hãy nhớ cho thêm thật nhiều những cái feedback của khách hàng dưới dạng cuộc hội thoại ở trên fanpage. Họ sử dụng sản phẩm và họ quay lại họ feedback họ hài lòng như thế nào thì càng nhiều càng tốt và càng chân thực càng tốt các bạn nhé.